Lưu phương tựa tiễn, cách biệt bao năm, duyên nợ cách thế, thiên liệu cách đào. Tam thái tử, Trương đại phu, huynh vẫn còn nhận ra tôi. Bằng hữu trong rừng, sao tôi không nhận ra chứ? Thái tử vẫn trẻ như xưa, nhưng tôi đã quá nửa đời người. Ê, ngày tháng khiến người già đi, tuy già nhưng lòng vẫn trẻ, ý cầu bất lão đơn, sao không đi thêm chuyến nữa? Tâm sự của tôi, thái tử cũng biết nữa. Nhìn sắc mặt thì đã thấu hiểu rồi. Thật ra chuyện ở trên trần thế đều ghi rõ trên nét mặt của mọi người. Tất cả mọi việc đều nhờ tam thái tử. Trương đại phu, hãy đi theo tôi rồi sẽ thấy. Sao thấy được? Thân tại Tiêu Sơn, nhìn thấu chiêu quyền. Trương đại phu, cổ đây rồi, chính là cổ đây rồi. Kim thể, kim thể, cổ không phải lỗ kim thể, cổ là lỗ Hàm Châu. Nhưng cổ là thê tử của tôi trước đây kia mà. Không phải, cổ là con gái của hộ bộ. Hoàng, Trương đại phu, cổ không nhận ra tôi, và cổ không nhận tôi mà. Tam thái tử, hãy nhìn dung mạo của tôi hiện giờ đi, cổ không nhận ra tôi đâu. Lời hứa trước đây vẫn vân vương, qua đào nhập miên, sông đào học, nhân duyên bất tri hà sư khư, đào hoa y cũ tiếu xuân phong. Thầy cứ bước xuống đi. Đầm này là... Những giọt nước này có thể giúp thầy trở lại hồng hào, tự như hoa đào ngày xuân. Hả? Thật sao? Ừ. Thầy muốn mình biến thành dung mạo gì? Giống như ngày làm lễ cưới với lỗ kim thể, năm đó tôi vừa tròn 30. Thầy ngâm mình vào đầm, thời gian một cây nhang, nhớ phải leo lên. Nhưng thầy phải nhớ, chỉ được ngâm thời gian một cây nhang thì phải leo lên bờ. Ở ngoài lỡ tay đập gãy chút cửa của tôi thì sao? Gia Chánh. Ê, người lại nè, vào tìm ai? Vào nhà đi mà. Ê, trả lời đi, người vào đây tìm ai? Thúc về tìm mẹ cháu. Tìm mẹ ta? Tìm mẹ ta để làm cái gì? Làm gì mà không được chứ. Cái gì? Tên trưởng ông kia, trời giờ mới sáng khi không lại hiện một trứng ông như ngươi. Đừng có đóng cửa, đừng đóng cửa, thúc là nghĩa phụ. Cái gì đây? Thúc là nghĩa phụ mà. Vậy ta là ông cố của ngươi nè. Gia Chánh, cháu hổn quá đi, đã 20 mấy tuổi rồi sao lại ăn nói như vậy với nghĩa phụ? Nói sao mà chẳng được, ngươi dựa vào đâu mà dám đem nghĩa phụ của ta ra giữ? Thúc không giận với cháu đâu, thúc của cháu đây nè. Phương Tý, Phương Tý, tôi về rồi đây, và tránh không cho tôi vào. Ngươi là ai? Tôi là ai? Cả tỷ cũng không nhận ra tôi nữa. Tỷ nhìn đi, gió may này của ai? Bộ đồ này do ai giá? Đôi hài này do ai khâu? Ngươi là Du Đan. Đúng, Du Đan đây nè. Sao ngươi là nghĩa phụ được?
ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cháu đoán đi. Nhìn vẻ mặt của ngươi khoảng 17-18. Vậy là không sai rồi. Thúc đã cãi lão hoàng động. Thầy đã tìm được phương dược. Mình vào nhà rồi hãy nói. Ê, không được, không nói rõ thì không được vào đâu. Gia Chánh, cứ để thầy vào đi. Nếu không phải, rồi hãy tính sau. Mẹ à, mẹ tin nghĩa phụ cả lão hoàng đồng thật sao? Bộ đồ trên mình chính là mẹ khâu cho thầy. Thậm chí đôi hài cũng do mẹ gửi cho thầy. Theo con, hắn không phải người xấu cũng là sơn tặc. Nếu không thì chính hắn đã bày mưu với nghĩa phụ tới đây để gạt mẹ. Hay là chính hắn đã giết chết nghĩa phụ mạo danh để mà gạt mẹ. Hồ đồ, hai tên tiểu tử hồ đồ, rõ ràng muốn gây khó khăn cho ta mà. Phải, da mặt của ta là giả, tạo bằng thạch cao hoặc là sáp, thậm chí sẽ bị nắng rọi chảy rỉ. Thầy tự nhận mình là Trương Du Đa. Vì chuyện trước đây thầy còn nhớ không? Sao không nhớ chứ? Tên của mẹ con tỷ tôi đâu có quên. Tôi có gọi nhầm lẫn ai không? Trả lời tôi, miên dán hai chữ Trương Ngụ do ai đóng lên đó? Do tiểu thúy cô nương đóng lên đó. Còn miếng kia? Còn phải hỏi, năm đó chính tôi đóng mà. Hãy trả lời, vào năm sinh nhật thứ 8 của Gia Minh, thầy đã tặng gì cho nó? 100 cây trúc. Mỗi một cây tôi có viết tên họ cộng lại là tên Bách Hổ. Trong số Bách Hổ thầy có viết sai một chữ, đó là chữ gì? Tôi không viết làm chữ nào, do lỗi tiểu thơ tắc phép dùng chữ lương quá thành chữ thể mà thôi. Lộ Kim Thể chết cách đây bao nhiêu năm? Đã 18 năm. Vong hồn của cổ tại sao không vào phòng của thầy được? Tỷ đã giấu ba tượng Phật ở trong phòng. Thầy đã dùng thuốc gì để chữa chân tôi? Dùng nhung hưu của Kim Quốc Tam Thái Tử tặng cho tôi. Nên dùng cách nào để gom góp tiền mua nhà? Bán tàu hũ từ sáng tới tối. Nhưng phần của thầy là bao nhiêu? 30 lượng. Thầy lên núi Võ Đan lúc nào? Tôi đâu có lên núi Võ Đan, tôi lên đó học võ thôi. Năm đó tôi vừa tròn 40 tuổi. Cả đời thầy ước nguyện đó chính là điều gì? Linh Chi Thảo cách đây 2000 năm. Đôi hài này giờ ai giao tới tận tay thầy? Thầy của tôi. Sư phụ, mau khấu đầu, nội con về rồi kìa. Sư phụ ngoan, gọi nội đi con. Hắn không phải là nội, hắn là tiểu ca ca. Nè, đừng có hổ mà. Hắn là tiểu ca ca mà. Thầy bình an trở về, mẹ con tôi mừng lắm. Thầy bình an trở về, mẹ con tôi mừng lắm. Vì cãi lão hoàng đồng, thầy đã chịu bao gian nan. Phương tỷ, tôi có lỗi với tỷ.